cặp đôi hoa ngữ sinh ra để đóng cổ trang, U40 mà trẻ trung, nhìn thôi đã thấy hợp nhau, đoàn phim Nghi Hồ yêu Tiểu Hồng Nương, Trúc Nghiệp Thiên vừa tung poster mới của cặp đôi diễn viên chính Lưu Thi Thi, Trương Vân Long. Không chỉ vậy, hậu trường chụp poster cũng được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý, có thể thấy dù đã ở độ tuổi U40, thế nhưng cả Lưu Thi Thi lẫn Trương Vân Long trông đều vô cùng trẻ trung. Hai người cũng rất hợp đóng cổ trang và cực kỳ đẹp đôi. Thực tế là ngay từ đầu khi dự án được công bố. Trong số 3 phần phim của series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Ngày Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Trúc Nghiệp Thiên của Lưu Thi Thi và Trương Vân Long chính là tác phẩm được chờ đợi nhất. Bên cạnh nhan sắc ấn tượng của cặp đôi diễn viên chính, tạo hình nhân vật cũng được đánh giá cao. Trang phục, phụ kiện mà stylist thiết kế không quá cầu kỳ nhưng phù hợp và được phối màu một cách hài hòa.